mến chào quý thính giả đến với chương trình kể chuyện đêm khuya hôm nay anh khôi sẽ gửi tới quý vị chuyện ngắn mang tên bỏ lỡ một đời chuyện sưu tầm mời quý vị cùng đón nghe đừng quên đăng ký kênh ấn like cũng như để lại bình luận để ủng hộ kênh nhé anh về đi tàu sắp chạy rồi. Nhiên thầm thì bên tai chồng, đôi môi tô màu hồng sen trượt nhẹ qua vành tai của anh, dừng lại nhấm nhá đầy cố ý ở chân tóc. Mùi chồng men ngọt và quyến rũ làm tê dần đầu lưỡi. Anh không thích em đi về nhà ngoại, nhà đó âm u bí ẩn quá. Nhà gì chỉ toàn là đàn bà. Hết ngoại, đến các gì, đến má em, ai cũng luẩn quẩn không dứt đi nổi. Nhà cổ như viện bảo tàng trăm năm. Anh sợ em về lại líu díu ở luôn. Em chỉ ở một ngày. Thuyết phục má chịu vào Sài Gòn với mình là đi về ngay. Anh đừng lo. Anh ôm siết nhiên rồi rời ra đột ngột. Ôm thêm chút nữa là bắt em ở lại luôn. Cho chế tàu. Vậy mà chế tàu thật đoàn tàu sơn màu xanh vàng cũ kỹ nằm trên sân ga hòa hưng hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa chịu rời đi hơi nóng ẩn bốc lên ngùn ngụt từ đường dây sắt ngổn ngang rác và chất thải nhiên bước hẳn vào khoang bốn giường mềm hạng nhất máy lạnh chạy dầm gì mùi ẩm mốc bốc ra từ tấm đáp màu cháo lòng làm nhiên co rúm người lại rút từ giỏ sách lọ nước hoa tabu mẫu cô cẩn thận xịt khắp xung quanh nhiên chọn mua hết nguyên toa bốn giường, chỉ để nằm một mình, không chung đụng với ai suốt năm tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra đến Phan Thiết. Nhiên sợ sự chung đụng, sợ mùi mồ hôi, sợ những đôi mắt tò mò và áo quần nhếch nhác. Cô tạm hài lòng với không gian bé nhỏ ngột ngạt này. Trùng trình mãi rồi đoàn tàu cũng rung rung chở mình. Bánh sắt nghiến ken két xuống đường dây. Hồi còi rúc dài mệt mỏi. Nhiên chùm chiếc khăn lụa mềm mại bọc từng búp tóc xoăn, thoải mái gieo mình xuống chiếc gối cũng bằng lụa mang theo từ nhà. Nhắm nghiền mắt, thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu chế một tiếng đồng hồ, nửa đêm mới đến phan. Thiệt là khó chịu với ngành dịch vụ giả cỗi này. Và cô chìm ngay vào giấc ngủ lắc lư bồng bềnh trong âm thanh sầm sập như sấm rền đều đặn. Nửa đêm, Nhiên bất chợt giật mình tỉnh giấc người nóng hầm hập bên trong gian hộp sắt. Mồ hôi luồn lạnh ngắt dọc sống lưng. Thần kinh của cô ngột ngạt như có ai đang dòm trong chọc vào mặt. Và cô giật nảy mình. Một người đàn bà, ngồi bất động ở giường đối diện, mắt chăm chăm nhìn cô. Làn da sứ trắng như càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng lạnh trường qua cửa sổ. Cô nghĩ thật nhanh, ai đã cho bà ta lên toa riêng của mình mình mua nguyên toa rồi mà một mùi hương cũ kỹ lạ lùng nồng nàn và dịu ngọt đến nghẹt thở tràn ngập không gian sau cánh cửa đóng kín một ý nghĩ nữa chạy vụt qua đầu như dòng điện mình đã đóng cửa toa rồi làm sao bà ta có thể lẻn vào được nhiên đứng hẳn lên mở toang cửa toa gió lạnh ngay lập tức thốc vào mặt đoàn tàu đang lao vun vút trong bóng đêm chung quanh chìm trong yên lặng những rừng cây hoang dại hai bên đường lùi dần phía sau. Cô có cảm giác thật lạ lùng là đoàn tàu đang đứng sững lại, bức bối, và chính những rừng cây kia mới là chạy giật lùi. Từng chùm lá tối vướng vào thân tàu như những bàn tay gầy xương hoảng loạn níu kéo. Đã tới ga nào rồi? Cô tự hỏi. Tới ga mương mán. Người đàn bà đột ngột nói, dường như đọc được suy nghĩ của nhiên giọng thổ mượt trầm, đầy quyến rũ, rờn rợn giữa đêm khuya. Sao lại ga mương mán? Sao không vào ga phan? Cô giật mình. Người đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt nhiên, đôi mắt đen to ánh sắc xám dưới hàng mi dày, đôi môi màu đỏ thấm, loại màu son cổ điển như thuộc về thế kỷ trước, không còn ai nhớ nổi sắc màu này nữa vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở nhiên đang cảm thấy ngạt thở dưới áp lực của tia mắt màu xám nhìn xuyên thấu và làn da trắng ngà men xứ lóng lánh dưới ánh trăng người đàn bà này rất quen như đã gặp ở đâu đó rất quen nhiên cố lục lọi trí nhớ của mình lúc này đâm ra mù mịt hỗn loạn u u minh 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 như ánh trăng 17 gay gắt một màu cam thấm nằm lệch giữa bầu trời đêm muộn. Nét đẹp sầu muộn liêu trai rũ rượi này, mái tóc rối từng lọn buông thả này, đôi mắt ướt loang loáng này và bờ môi dày mọng đỏ gợi cảm, Cánh mũi mỏng phập phồng sắc lẹm này. Như từ một bức tranh xưa bước ra, tà áo dài ren màu đen khiêu gợi, chỉ có thể từ một bức tranh xưa nào đó treo la liệt trong gian nhà cổ mênh mang của ngoại ở Phan. Chợt nhiên dùng mình. Người đàn bà nở nụ cười héo úa, lại chất giọng thổ trầm. Con không nhớ gì à nhiên. Giọng thổ ve vuốt các đầu dây thần kinh yếu ớt của nhiên. Cô hoang mang ấp úng như nhai xương mù. Gì là... Gì ở nhà ngoại con, ngay bên cạnh gốc trang mà nhiên chợt nhoẻn cười ngơ ngẩn. À, cây sử quân tử đầu hè, mà sao gì? Nhiên chợt nhận ra mùa hoa sử quân tử nồng nàn hăng hắc vây chặt lấy toàn bộ khíu giác át cả mùi nước hoa tabu. Ổ, gốc hoa trang leo dày đặc um tùm của nhà ngoại thì nhiên không lạ lùng gì. Cô vẫn núp trong vòm cây rậm dịt chữ hoa chơi trò năm mười bàn tay gầy xương lạnh lẽo của người đàn bà siết chặt tay nhiên. Bây giờ mình đi về nhà. Có xa không gì? Nhiên hỏi ngu ngơ. Từ đây về Phan là chín cây số. Vậy mình đi bằng gì? Nhiên lúng búng. Bằng xe thổ mộ. Xe đang chờ mình kìa con. Theo hướng ngón tay chỉ điệu đảng cong vút của người đàn bà, dưới ngọn đèn vàng tù mù chiếc xe gỗ và con ngựa già gục gặt đầu nhấp nhổm trên sân ga. Nhiên loạn trọn bước đi, sân ga tối om quạnh quẽ không một bóng người, cả tiếng thở của chính mình Nhiên cũng không còn nghe thấy. Mỏng như một làn khói, người đàn bà nép sát vào Nhiên, món tóc mai rung rinh chạm vào gò má Nhiên lạnh và nhột nhạt. Chợt Nhiên dùng mình, mồ hôi lạnh lại tuôn dài chạy dọc theo sống lưng tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đường đá làm nhiên tỉnh táo trở lại. Bàn tay trắng xanh trong suốt của người đàn bà vuốt ve vai nhiên. Con có muốn nghe chuyện xưa của nhà mình không? Là chuyện gì? Bà ngoại chẳng bao giờ kể con nghe chuyện xưa cả. Chuyện về một lời nguyền lên những người đàn ông trong họ nhà mình. Có một lời nguyền à? Ý thức như rời xa nhiên. Cô thấy mình chơi với rời dã. Ờ, ừ, lời nguyền đó từ lâu lắm rồi, từ thời ông ngoại của con. Ông ngoại, từng suy nghĩ vụn vằn rời rạc trôi bềnh bồng trong đầu nhiên. Ông ngoại chết sớm từ trước khi con ra đời. Con chưa bao giờ gặp ông ngoại. Nhưng ta thì biết ông ngoại của con. Đôi mắt người đàn bà mơ màng, màu xám xanh chuyển thành tím thấm mê hoặc biết rất rõ giọng thổ tiếp tục gì dầm, ngột ngạt tất cả những người đàn ông sinh ra và lớn lên từ căn nhà của ngoại đều đa tình khổ sở vì tình và chết trẻ không một người đàn ông nào sống lâu được trong căn nhà cổ ven biển đó cuối cùng chỉ còn những người đàn bà mòn mỏi vì chờ đợi và năm tháng ở lại trong căn nhà rêu phủ đó mà thôi mọi chuyện bắt đầu từ ông ngoại của con bà ngoại của con là bà hai bà ngoại lớn là người đàn bà chết trẻ đầy bí hiểm và đột ngột đầu tiên trong căn nhà đó bà ngoại lớn là một tiểu thư con nhà giàu rất đẹp nhưng quá thanh tú yếu ớt sau khi bà lớn qua đời thì bà ngoại của con một cô gái bán hàng xén tần tảo chịu thương chịu khó bé nhỏ mảnh mai lọt vào mắt xanh của ông quan đẹp trai đa tình bà ngoại của con yêu ông ngoại bằng tất cả sự ngưỡng mộ dịu dàng hy sinh và nồng thắm nhất mà một người vợ có thể có được. Bằng chứng là bà ngoại đã hai lần đi cưới vợ bé cho ông. Lần thứ nhất là một cô đào hát cải lương. Ồ, còn có thấy cô đào hát cải lương này chưa? Nghe nói cô ta trẻ măng và đẹp diễm lệ. Mắt bà khép hở lim diêm sảng khoái. Nhiên khẩn khoản, gì kể tiếp đi gì trong một lần đi theo ghe mua gạo từ nam bộ ra tới phan thiết ông ngoại của con đã mang theo về chỉ có nửa ghe gạo và một cô đào hát cải lương trẻ măng đẹp não nùng bà chợt cúi đầu lấy tay che cặp mắt tối dì không thể hiểu được tâm trạng rằng xé của bà ngoại hai Người đàn bà vừa sinh đứa con gái thứ ba cho chồng và đang nằm ở cứ một tháng khi thấy chồng mình dắt một cô đảo hát má phấn môi son về quê và ở lì trong quán khách với cô đảo non. Không ghé qua nhà thăm vợ con. Nói đến đây bà thở dài có lẽ một phần ông ngoại con sợ cái cái oai nghiêm của bà. Nhưng gì lại càng không hiểu bằng nghị lực mãnh liệt nào người đàn bà nhỏ bé đó lại có thể một tay ấm con thơ, một tay vẫn lại búi tóc dịu dàng thuyết phục chồng đem cô tình nhân về nhà và làm một đám cưới nở mày nở mặt giới thiệu trang trọng cô vợ bé với họ hàng bên chồng và quan chức địa phương bằng ba đêm liền hát hội hát chầu và cả hát cải lương linh đình rộn rã còn biết không đó là sự kiện của cả một vùng nghe nói đó là cả một tấn tuồng bi hải mà bà ngoại hai đóng vai chính lồng lộng và hai nhân vật phụ bé nhỏ nhún nhường khép nép trước tấm lòng quá cao cả của một người đàn bà biết yêu khỏi phải nói ông ngoại con đã đóng cửa phòng yêu chiều cô vợ bé đó như thế nào đêm đàn ngày hát tiếng nhạc tiếng phách tiếng đàn vang lừng réo rắt mùi xạ hương son phấn nồng nàn đầu mày cuối mắt nồng nàn đắm đuối chàng cười lanh lành như ngọc vỡ át cả tiếng con trẻ khóc nheo nhéo đòi sữa và tiếng thở dài của bà ngoại hai. Nhưng mọi chuyện tiếp diễn không bao lâu cho đến lúc bà ngoại hai phải đi cưới cho ông người vợ thứ tư. Và lời nguyền đó bắt đầu từ đây. Cô vợ ba đảo hát không thể ở quá lâu trong một thị trấn buồn thiêu tỉnh lẻ trong một ngôi nhà cổ đối diện với pháp trường cát của tây mà mỗi chiều chập choạng tối lân tinh lập lòe bay lên từ bái bắn làm những người yếu bóng vía phải dùng mình sợn ốc cô cũng không thể chịu nổi cảnh phải đụng tay làm lấy mọi việc lớn nhỏ trong nhà và quan trọng hơn hết ông ngoại của con lại bắt đầu nhạt dần tình cũ và say sưa với những bông hoa mới chưa biết khóc lóc rỗi hờn chùa chát Lúc đó là lúc bà Ba Đào hát bị bệnh nặng và nặng nặc đòi về lại Sài Gòn. Vì bà nhớ nhung ánh đèn sân khấu cải lương đến mòn mỏi mỗi đêm và thèm được trang điểm lộng lẫy đứng trên sân khấu giữa những chàng vỗ tay giòn rã và những đôi mắt khao khát ngưỡng mộ bao bọc vuốt ve niềm tự mãn của tuổi trẻ. Tất cả ở đây đã làm bà chết mòn mỗi ngày. Dì nhắm nghiền mắt, từng giọt lệ lớn tuôn ra sau rèm mi dày chĩu rồi sau vài tháng héo hon kiệt quệ, bà ba qua đời không có ông ngoại của con ở bên cạnh. Ông ngoại lại đang đắm chìm trong một cuộc tình mới với người đàn bà trẻ hơn cả 20 tuổi ở Nha Trang. Vùng đất mới mẻ mà ông khát khao mê đắm không kém người đàn bà mới mặn mòi của ông. Không thể chết trên quê hương Nam Bộ của mình. Bà ba chút hơi thở trong vòng tay nhân hậu của bà ngoại hai. Đêm bà ba ra đi, mưa gió như điên cuồng bà tuôn nước mắt như mưa. Thều thào, đàn ông sao mà bạc. Rồi tắt thở. Bà ba được chôn cất trong vườn nhà theo ý nguyện cuối cùng của bà. Ồ, còn biết không? Mấy người làm công nói lén với nhau là nhất định bà muốn linh hồn quanh quẩn trong nhà, dõi theo ông ngoại. Và mỗi đêm khi mưa gió rông bão đầy trời, mọi người dường như nghe lẫn trong tiếng gió ríu rít trên những hàng cau tàu chuối rũ rượi tiếng bà thở dài. Đàn ông bạc lắm, anh bạc lắm anh ơi. Nhiên dùng mình, có thiệt không hở gì. Người đàn bà thở hắt ra não nuột. Mấy năm sau, mọi người cũng dần quên đi. Khói nhang bắt đầu lạnh lẽo, cây cỏ mọc trùm lên phần mộ của bà ba. Một gốc sử quân tử mạnh khỏe bắt đầu vươn lên che lấp mọi thứ đêm đêm hương hoa sử quân tử chịu nặng nồng nàn quấn quyết bao trùm cả không gian. Và từ đó bắt đầu xảy ra những sự cố bí ẩn cho những người đàn ông sống trong ngôi nhà. Chuyện bắt đầu khi ông ngoại của con đột ngột qua đời ở tuổi 50. Mọi người đều tin rằng do lời nguyền của bà ngoại ba bắt đầu ứng nghiệm. Chỉ có bà ngoại hai khăng khăng tin bà vợ tư của ông có tướng sát phu đầy u ám đã mang tai họa lại cho gia đình bà tư không được lòng bà ngoại hai ngay từ ngày đầu bà tư không hơn hẳn bà ba về nhan sắc nhưng có phần duyên dáng mặn mỏi hơn ăn nói ngọt ngào dịu dàng hơn một nhan sắc làm cho người đàn ông say đứ đưa và ngày càng mê mẩn đắm đuối gò má cao luôn ửng hồng tươi thắm của bà và nốt ruồi duyên chìm sâu dưới khóe mắt long lanh ướt vừa là điểm thu hút chết người lại vừa là tướng lạ làm người ta e rè lo sợ ông ngoại con chỉ gần gũi bà Tư được một thời gian rất ngắn, vì không gian cách trở giữa Phan Thiết Nha Trang. Một năm sau khi có bà Tư, ông ngoại ra đi rất đột ngột. Đó là một ngày biển rất êm và nắng đẹp. Sau buổi trà sen sáng, ông ngoại theo thói quen thong thả dạo quanh vườn, xăm soi từng giò hoa lan, ghé ngang trầm ngâm trước mộ bà ba rồi về phòng nằm nghỉ và ra đi lặng lẽ khi mọi người khám phá ra, ông đã nằm thanh thản như ngủ trong bộ đồ tơ tằm màu trắng ngà mà ông yêu thích. Trên tay còn cầm dở giang cuốn truyện kiều. Điều bí ẩn duy nhất là trên cổ ông nổi mờ mờ những vết đỏ tươi tựa như dấu son môi in vội vã. Nhưng bí mật đó cũng theo ông ngoại của con im lặng xuống mồ, vì không ai nỡ điều tra khám phá gì thêm sau đó là cái chết của cậu cả năm 25 tuổi và của cậu tư năm vừa 20 tuổi. Tất cả đều vì đàn bà và vì tình. Nhiên run rẩy. Sao con chưa bao giờ nghe bà ngoại con kể mấy chuyện này? Cả mẹ của con nữa. Mà làm sao gì biết giành dữ vậy? Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên. Từ đâu một tấm khăn choàng đã chùm lên mái tóc đen mượt. Không che kín đôi mắt lóng lánh ướt vì gì ở trong nhà mà con? Con không thấy gì quen lắm sao? Đôi mắt đen rừng rực nhìn trong chọc vào mắt Nhiên. Nhiên ngờ ngờ. Con thấy gì quen lắm? Đẹp như người trong tranh vậy. Xe rừng đột ngột. Người đàn bà vuốt tay lên má Nhiên. Mùi hương hoa sử quân tử lạnh lẽo nồng nàn làm Nhiên chớ với mê muội. Tới nhà rồi con. Con vào trước đi. Dì trả tiền ông đánh xe nhiên nhảy vội xuống xe, cặp đùi tê mỏi, không còn cảm giác làm cô khụy chân, chớ với sấp mặt xuống đất. Mùi đất ẩm dịu dàng sọc lên mũi. Đầu óc nhiên nặng nề hỗn độn như rơi vào hố sâu thăm thẳm rờn rợn mùi hoa man dại nồng nàn. Nhiên chỉ kịp kêu to. Mẹ ơi! Nhiên ngất đi trong tiếng chân người lao sao và tiếng mẹ thảng thốt. Trời ơi! Con tôi! về hồi nào mà nằm ngoài bụi trang vậy nè nhiên ơi tiếng mẹ gọi tên nhiên lọt vào cõi nào thăm thẳm mùi hoa sử quân tử vẫn lần quất nồng nàn tiếp theo chương trình mời quý thính giả cùng đón nghe chuyện ngắn cô dung tác giả mai nam thắng thế là trong vòng mới hai năm cả hai vợ chồng cô dung đã lần lượt ra đi Đám ma của cô Dung lần này không linh đình Trọng thể như đám ma ông bảo Chồng cô hai năm trước đây Vì ông là đại tá về hưu Lại con cháu đông đúc Còn cô Ngoài ông bảo ra Chẳng có ai thân thích Ruột thịt ở cái làng này Nhưng đám ma cô Dung lại được nhiều người quan tâm Bàn tán Một năm trước đây Đúng ngày rỗ đầu của ông bảo cô chào láng giềng để ra hà nội ở với vợ chồng anh nhâm con trai cả của ông bảo đúng ngày đoạn tang ông bảo năm nay dân làng tôi phát hiện xác cô ở nghĩa trang liệt sĩ xã thân thế không hề có tí thương tích xây sát gì cô nằm dưới chân ngôi mộ chú thà thanh niên xung phong hy sinh hồi chống mỹ liền đấy độ dăm bước là mộ ông bảo trên mộ ông có một nắm nhang đã cháy tàn người ta quả quyết rằng đó là nắm nhang cô mang từ hà nội về thắp cho ông vùng quê tôi đâu có loại nhang mảnh chân nhuộm phẩm tím và cháy đều như thế trên mộ chú thà cũng có một nắm nhang mảnh chân nhuộm phẩm tím tàn cháy rất đều hội cựu chiến binh đã đề nghị được chôn cất cô ở nghĩa trang liệt sĩ xã bốn năm trước đây dân làng tôi đã được dịp xôn xao bàn tán về chuyện ông bảo lấy vợ Kể ra một ông già 60 tuổi quá vợ, đã có cháu nội, cháu ngoại còn lấy vợ lần nữa để kiếm người bạn nương tựa nhau những năm xế bóng chiều ta thì cũng chẳng có gì là ghê gớm. Nhưng dân làng tôi vốn tò mò, thóc mách, kể thì cũng phải thông cảm cho họ. Ở cái làng quê heo hút ba bên bốn bề núi đá bao bọc này, người dân quanh năm chỉ biết cắm cúi lo cái ăn. Phim ảnh chẳng mấy khi về tới sách báo rất hiếm hoi, thì bất cứ chuyện gì hơi là lạ, khang khác một tí là được chú ý, được bản tán rất say sưa, hào hứng. Mà chuyện lấy vợ của ông bảo cũng khác người lắm cơ. Ai đời chỉ có cậu con trai lớn đi hỏi vợ cho bố. Ai đời hôm đón dâu cũng chỉ mỗi cậu con trai đó đi bộ ra ga lấy xe đạp của cô dâu buộc chiếc vali và chiếc ba lô còn cóc phóng về trước còn cô dâu chú rể thì quốc bộ thùng thẳng về sau. Tất cả những chuyện ấy đều có thật. Có người nói ông Bảo vốn con nhà lính nên việc gì cũng chủ trương đơn giản, gọn nhẹ. Thật ra, chuyện trăm năm lần này của ông Bảo chẳng đơn giản gọn nhẹ chút nào. Suốt mấy chục năm biển biệt xa nhà, một mình bà vợ ông nuôi ba đứa con khôn lớn, ăn học nên người. Ông về hưu chưa đầy năm thì bà đột ngột qua đời. Ngôi nhà trở lại cảnh sớm tối một mình một bóng như sáu bảy năm nay. Từ ngày cô còn út tốt nghiệp sư phạm theo chồng vào dạy học đâu tận cồn tiên, dốc miếu. Chỉ khác lần này mình ông lùi thủi chứ không phải là bà. Mà cái sự quạnh hiu của ông thì chắc là lớn hơn bà nhiều lắm. Dù sao, bà cũng đã quen với nhịp sống của cái làng quê hẻo lánh này từ thuở lọt lòng tới giờ còn ông thì đang nơi ồn ào sôi động của một sư đoàn chủ lực này chỉ riêng chuyện phải nghỉ hưu phải xa đơn vị phải rời công việc thì đã đủ buồn tẻ lắm rồi với lại ngày ấy bà còn có ông để ngóng trông để chờ đợi cảnh đoàn tụ xung về những năm cuối đời còn với ông thì coi như đã hết chỉ còn mong mỗi năm đôi dịp nghỉ hè nghỉ tết chúng nó bồng bế nhau về láo nháo vài bữa rồi lại bồng bế nhau đi đôi ba lần đã có người nói gần nói xa nửa đùa nửa thật khuyên ông nên tục huyền ban đầu ông có cảm giác như bị xúc phạm xúc phạm tới cái uy danh của một vị đại tá đã lên bậc lão như ông xúc phạm tới vong linh người vợ đảm đang trung thủy thiệt thòi mà chọn đời ông yêu thương tôn thờ mang nợ nhưng dần dần những ý kiến đại loại như thế ông cảm thấy là chuyện bình thường Lắm lúc ông còn cười cười đáp lại bằng những lời cũng vui vui, hóm hình. Rồi đến một ngày ông cảm thấy điều đó là hợp lẽ, là nhu cầu thật sự của ông. Nhất là sau cái lần ông dầm mưa chạy ra vườn chặt mấy ngọn lá cọ, rồi lại dầm mưa trèo lên mái nhà chữa mấy chỗ rột, bị cảm sốt ly bì một tuần liền. Ông càng thấm thía nỗi cô đơn và sự cần thiết của bàn tay người phụ nữ. Sau trận ốm lần đó cô em họ con ông chú ruột đang làm nhân viên hành chính của trường đảng quân khu đóng ở huế về phép sang thăm ông bảo anh thu xếp gửi nhà cho các cháu bên này trông hộ vào huế chơi với vợ chồng em một chuyến hai thằng nhỏ cứ nhắc ông hoài ờ nhỉ từ ngày giải phóng tới giờ ông chưa có dịp trở lại huế mà chỗ chúng nó cũng là đơn vị quân đội chắc ông không trở nên lạc lõng nghĩ thế ông vui vẻ nhận lời. Tàu chợ đến ga Huế hơn 11 giờ đêm. Không hiểu cô em hò hẹn thế nào mà ba bốn cô cùng cơ quan nó và cậu em rể của ông đã đón sẵn ở cửa ga. Các cô díu dít gọi ông bằng anh rồi đẩy một chị lớn tuổi nhất bọn đến trước mặt ông. Kìa chị Dung, sách hộ anh bảo chiếc túi. Người phụ nữ có tên là Dung mỉm cười với ông thay lời chào rồi lặng lặng xách chiếc túi của ông đi theo mọi người. Quả tình, khi nghe các cô gọi mình bằng anh, ông bảo cảm thấy ngường ngượng. Ở cái tuổi chạc ba mươi như chúng nó, hồi còn ở đơn vị đố đứa nào dám gọi ông như thế. Thường thì các cô các cậu ấy gọi ông là thủ trưởng. Thân mật hơn thì thưa chú, thưa bác. Chỉ đứa nào táo tợn lắm mới dám bố bố con con có lẽ ở đây chúng cậy là bạn bè vợ chồng cái hà em họ ông nên cũng được quyền xưng hô như thế cũng được càng thêm phần thân mật ở cái nơi quen ít lạ nhiều này nhưng đến lúc chia tay các cô nháy nhau ngày mai mời anh sang thăm chị dung và chúng em rồi đấm nhau thùng thụp ù té chạy thì ông láng máng nhận ra một sự gán ghép sắp đặt tinh quái nào đó cô em họ của ông cũng lấp lửng. Chị Dung là tổ trưởng của bọn em. 42 tuổi, chưa có gia đình. Cái buổi ban đầu của ông và cô Dung đã diễn ra như thế. Dịp Tết năm đó là một chuỗi ngày dữ dội của cha con ông bảo. Cô con gái út chỉ tức tưởi nức nở nước bàn thờ của mẹ, rằng là ông đã bạc nghĩa phụ tình. Anh con thứ cũng đưa vợ con từ thành phố Hồ Chí Minh ra, và than rằng từ nay không dám về quê nữa. Chỉ có anh con cả cũng là sĩ quan đã có vợ con ở Hà Nội là ủng hộ ông. Anh nói rằng con nuôi bố chẳng bằng bà chăm ông. Rằng đời mẹ đã chịu khổ cực, thiệt thòi một bể. Bây giờ con cháu không có quyền bắt bố phải chịu thiệt thòi. Cô quạnh. Cuối cùng, anh cũng đã thuyết phục được hai người em đồng ý để anh đứng ra tổ chức cho bố kịp ngày ra Hà Nội làm thủ tục đi hợp tác lao động ở Cộng hòa Dân Chủ Đức. Thì ra cô Dung chẳng phải ai xa lạ. Nhiều người trong làng vẫn còn nhớ và nhận ra cô ngay từ hôm đầu tiên cô xuống ga ngọc. Cả tôi cũng chưa quên cô. Mặc dù hồi ấy tôi mới lên 10 tuổi. Ấy là vào những năm 66, 67. Hồi đó làng tôi bị máy bay Mỹ quần đảo bắn phá suốt ngày đêm vì nằm cạnh một đoạn đường sắt trọng điểm. Có một đơn vị thanh niên sung phong đến đóng ở làng tôi, phụ trách cung đường từ ga Ngọc đến hang Minh lạc. Đơn vị này phần đông là nữ, nghe nói quê ở Nam Hà, Thái Bình gì đó. Dân làng tôi mấy ai được đi xa mà biết đấy là đâu, cứ nghe giọng nói khác với giọng trọ trẻ quê mình là gọi dân khu bà tất, con gái khu bốn tay cẳng đen xì mỗi khi chồng gọi chi chi dứa dứa. Mấy chú bộ đội pháo cao xạ ở bên kia núi Ngọc vẫn hay trêu các cô gái làng tôi như vậy. Quả thật. Mấy cô thanh niên sung phong cô nào cũng đẹp, nói véo von như hát, còn hát thì thật tuyệt, nhất là hát trèo. Ban đêm cả đơn vị đi hiện trường, mở sáng mới trở về nghỉ ngơi, tắm giặt. Buổi chiều thường học văn hóa hoặc tập văn nghệ ở trường học của chúng tôi gọi là trường nhưng thực ra chỉ là một cái lán nửa chìm nửa nổi nấp dưới bóng tre bên trên trần nhà có lót phên đổ cắt chống bom bi bởi vật trong lán lúc nào cũng nhờ nhờ tranh tối tranh sáng những hôm trời xấu phải đốt đèn mới nhìn thấy chữ thầy giáo lớp bổ túc văn hóa của đơn vị là chú thà nghe nói trước khi đi thanh niên xung phong chú đang học giờ ở trường sư phạm chú thà người mảnh mai nhưng giỏi võ có lần chú đã biểu diễn một bài quyền ngay giữa sân nhà tôi cho đám trẻ con chúng tôi xem đứa nào cũng mê ly và phục sát đất tôi mến chủ thà không phải để đòi chú dạy võ như mấy đứa bạn vẫn hay gạ gẫm mà vì chú thà thỉnh thoảng vẫn cho tôi dăm viên phấn dạo đó phấn viết cũng hiếm lắm nhất là phấn màu một buổi chiều tôi mang sách vở ra làm bài tập toán thì sực nhớ ban sáng đã bỏ quên quyển sổ học dưới gầm bàn lớp học thế là mặc dù trời đất đang vần vũ sắp đổ mưa đến nơi tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy vọt đến trường trong lán hình như có tiếng người chiều nay các cô thanh niên xung phong nghỉ học cơ mà hay là tụi thằng bân lại vặt trộm mít nhà bà sum mang ra đây khao quân như hôm nọ tôi bỏ lối vào cửa chính rón rén men theo ụ đất đắp nổi phía đầu hồi tay trái. Bò lên sát tấm phiên cát che trần nhà. Thò đầu nhòm xuống. Không phải trẻ con mà là hai người lớn đang nói chuyện gì dầm. Rõ ràng là giọng một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông là chú thà. Chú ấy thì chỉ cần nhìn thấy cái áo cộc tay màu gạch cháy và cái dáng ngồi không không như lúc chú ôm cây đàn đàn cho mấy cô khu ba hát là tôi nhận ra ngay còn người đàn bà kia phải một lúc quen mắt với thứ ánh sáng nhờ nhờ trong lán tôi mới nhận ra đó là cô dung tiểu đội cô dung đóng ở nhà bác nghĩa cách nhà tôi hai ngõ cô dung không đẹp rạng rỡ như cô hòa không hát hay bằng cô lợi nhưng khuôn mặt đôi mắt giọng nói của cô thật dịu dàng quyến rũ cả xóm tôi trẻ con người lớn ai cũng quý mến cô Cô Dung mặc thứ gì trông cũng khéo, cũng buộc người ta phải ngắm theo cô. Từ bộ đồng phục thanh niên sung phong may bằng thứ vải xanh dày cộm đến chiếc quần lụa đen hơi chít gấu với chiếc áo sơ mi vải phin màu cánh trà. Hôm cô mượn chiếc áo nâu may kiểu cổ tư hậu của bác Nghĩa để diễn kịch, cũng vừa và khéo như người ta đo người cô mà cắt vậy, ăn đứt mấy cô thôn nữ chảy chuốt nhất ở làng tôi có lẽ cô được trời phú cho một thân hình cân đối và bộ ngực đầy căng tròn trịa. ngày ấy tuổi chúng tôi chưa biết để ý bình phẩm những đường nét trên cơ thể người thiếu nữ nhưng đám thanh niên sơn tràng tếu táo vẫn hay đem bộ ngực của cô ra để ao ước trêu đùa nhau những lúc vui vẻ tất nhiên là những lúc vắng mặt cô còn trước mặt cô thì anh nào cũng tỏ ra rất đàng hoàng tử tế Chính tôi đã có lần dại dột đọc lại bài vẻ nghe lỏm được của họ, vú cô dung, lưng cô mùi, đùi cô huệ, bị cô giáo phạt đứng suốt một buổi học. Bây giờ cô dung và chú thà đang ngồi sát bên nhau kia, cạnh chỗ ngồi của tôi và thằng Bân. Tay trái chú thà quàng qua vai cô dung, còn cô thì hơi nghiêng đầu nép vào ngực chú. Hình như cô thút thít khóc Bỗng nhiên chú tha xoay người ôm chầm lấy cô. Hôn tới tấp lên mặt, lên mắt, lên chán cô. Còn cô thì kêu lên khe khẽ. Hai tay cũng choảng ngang lưng chú. Dối rít, cuống quýt. Cứ thế, hai người xoắn xít lấy nhau. Chưa bao giờ tôi trông thấy một người đàn ông và một người đàn bà ôm giết nhau như thế. Nhưng trong ý thức của một cậu học trò lớp 3, tôi cũng láng máng hiểu được rằng đấy là chuyện kín của những cặp yêu nhau. Chống ngực tôi đập thình thình, chân tay run bắn lên. Ngoài kia, gió giật ào ào, bụi tre vặn răng rắc. Cơn rông tố đã ập xuống. Một tia chớp xanh lẻ xẹt ngang đọt cây xoài, kèm theo một tiếng nổ làm tôi giật nảy người giật tung que củi đỡ ngang tấm phên tre chắn cát. Đất cát đổ xuống rào rào, cô dung và chú thà cũng giật mình như choàng tỉnh tôi ngồi thụp xuống lăn mấy vòng xuống đất rồi co cẳng chạy như ma đuổi dưới trời mưa đêm ấy đường lại tắt cả đơn vị được huy động ra hiện trường gần sáng người ta khiêng chú thà về đặt giữa nhà kho hợp tác xã thân thể chú đầm đỉa máu cô dung không đi dự buổi lễ truy điệu chú thà cô nằm ở nhà không khóc, không ăn uống, nói năng gì suốt từ sáng tới chiều. Người cô như dán lên chiếc chõng tre, mắt chân chân ngó lên trần nhà, đờ đẫn như người mất hồn. Tối, cô vùng dậy ra hiện trường với chị em. Nhưng mới hơn 10 giờ đã thấy cô mùi và một chú nữa dìu cô trở về. Nghe nói cô đã bị vấp ngã và ngất đi không ai hay biết gì chuyện của cô và chú Thà trong cái buổi chiều rông hôm ấy. Đã 20 năm, bây giờ cô Dung lại trở về làng tôi, chính thức trở thành người làng tôi. Kể ra, đơn vị có thể cấp cho vợ chồng cô một căn hộ ở Huế và cô có thể tiếp tục công tác thêm dăm năm nữa. Nhưng ông bảo không muốn thế. Nếu phải từ bỏ mảnh đất chôn rau, cắt rốn với bao nhiêu ràng buộc sâu nặng của nghĩa tình, trách nhiệm, đạo lý, thì ông đã ra hà nội với thằng cả hoặc vào miền nam với vợ chồng thằng hai còn út theo lời khẩn khoản của chúng nó mấy năm nay rồi thế là cô dung xin nghỉ hưu để xuất giá tòng phu mình bằng cấp không có tính năm tháng phục vụ cũng đủ rồi cơ quan lại đang giảm biên chế nghỉ là phải cô bảo thế đã hai mươi năm bây giờ cô dung không còn là cô thanh niên xung phong phồng phao căng đầy như trước nữa Người cô tuy hơi đấy nhưng sắc khí khô nhạt, không phải thứ đấy đà, béo tốt của những mệnh phụ viên mãn. Hai mươi năm, cô phải chống chọi với sự cô đơn, với khát khao được làm người yêu, người vợ, người mẹ. Nỗi khát khao ấy cùng với thời gian đằng đẵng hai mươi năm đã cướp đi tuổi thanh xuân của cô. Bây giờ, khóe mắt của cô như vầng trăng sau rằm, vẫn trong sáng, đẹp dịu dàng nhưng đã có phần héo khuyết cô như một chồi cây đang giữa những ngày nắng hạn. Tuy lá cảnh không còn giữ được vẻ tươi non mơn mởn, nhưng bên trong vẫn đang tiềm ẩn một sức sống dạo rực, bạo liệt. Chỉ cần một cơn mưa tưới tắm tràn trề là trỗi dậy, sinh sôi. Và cơn mưa ấy đã tới. Tuy không ảo ạt, cuồng nhiệt như cơn rông tháng tư, nhưng cũng đủ tươi mát để hồi sinh những nét xuân sắc trên cơ thể người phụ nữ vốn một thời sinh đẹp hấp dẫn. Hạnh phúc đến với cô muộn màng và có phần an bài nhưng cũng phần nào bù đắp, an ủi những thiệt thòi, mất mát. 42 tuổi, cô vẫn còn khả năng sinh nở. Ngay đêm chồng vợ đầu tiên, ông bảo đã chứng tỏ khả năng của người đàn ông và củng cố cho cô niềm tin đó. Và cô đã hối hả, đã cuống quýt với niềm tin và mong ước có một đứa con nhưng hạnh phúc đến với cô cũng ngắn ngủi như cơn rông ngày hạ lấy nhau chưa đầy nửa năm thì ông bảo đổ bệnh cô hoang mang thất vọng khi bệnh viện cho biết ông bị suy thận và phải tuyệt đối kiêng hẳn sinh hoạt vợ chồng hơn ba chục năm đánh nam dẹp bắc vào sinh ra tử bọn đạn đã chừa ông nhưng chiến tranh thì không buông tha vẫn tìm cách sát hại ông bằng được hồi chém về ở vùng ven có thời kỳ phải gặp mình trong những căn hầm dâm dấp nước hàng tháng dòng. Ông đã bị viêm thận suýt tử vong. Nếu cơ sở không bắt mối được một ông thầy thuốc có cảm tình với cách mạng, Lần thứ hai ông bị tái phát vào thời kỳ cam go nhất sau mậu thân 1968. Giữa những cánh rừng miền đông đói khát, muối nhiều như chấu vãi. Và lần này là lần thứ ba. Ông không tin vào cái luận điểm sự bất quá tam. Nhưng ông biết rõ bệnh trạng sức khỏe của mình và hiểu điều gì đang đến. Chiều ý cô, ông đã vào bệnh viện quân khu, ra cả viện 108 ở Hà Nội. Cô không chịu để ông đi một mình. Nhưng sự có mặt của cô bên ông hàng tháng trời ở các bệnh viện cũng không xoay chuyển được bệnh tật. Ông xin về điều trị đông y ngoại trú nhưng cũng chẳng ăn thua. Người ta nói bệnh của ông sống đã khó mà chết cũng rất khó nó hành hạ không chỉ một mình người bệnh mà cả những người thân thích ruột thịt thời gian đầu ông còn đi lại đứng ngồi được nhưng càng về sau chân tay mặt mũi ông càng sưng phù và đến lúc thân thế gần như bất động hàng tháng dòng không dậy khỏi giường những ngày ấy cô dung không chỉ là người bạn người vợ mà còn là người con người mẹ của ông ông đã khóc vì thương cô vì ham ơn cô, vì có lỗi với cô, bởi ông nghĩ rằng chính ông đã đưa đẩy đời cô đến tình cảnh éo le, bất hạnh này. Nay mai ông chết, đời cô còn phải chịu éo le, bất hạnh nữa. Ông mất vào một chiều rông tháng tư, đúng hai năm ba tháng kể từ ngày hai người về với nhau. Lại một lần nữa, căn nhà gỗ ba gian rơi vào cảnh trống trải quạnh hiu sớm tối chỉ có một bóng người ra vào lầm lũi ngày xưa bà bảo còn có chồng có con cháu để chờ trông thắc thỏm bà sống được là nhờ nỗi nhớ chờ trông thắc thỏm ấy ngày xưa ông bảo còn có những người thân thích trong xóm ngoài làng để thăm nom qua lại còn có những người bạn đồng niên nối khố để ôn cổ luận đàn còn với cô Dung, tất cả đều xa lạ. Từ tiếng nói, phong tục đến những mối quan hệ họ tộc, láng giềng. Cả ngôi nhà này cũng trở nên xa lạ. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt quờ chăn trùm kín người. Lòng dạ buồn trồn với bao nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng hình như lúc nào cũng rình rập bên cô. Thế vẫn chưa đủ. Cô còn bị gian vặt đau khổ vì những lời đàm tiếu có người độc miệng nói rằng chính cô đã gây nên cái chết của ông bảo rằng cái tuổi hồi xuân phây phấy hơ hớ thế kia thì gì mà ông bảo chẳng tàn hơi cạn lực lại có người thực dụng thì tính toán cô dùng thế mà chúng to tự dưng được thừa hưởng một gia tài của nổi của chìm cả cuộc đời vợ chồng ông bảo xây dựng hình như hai đứa con của ông bảo cũng nghĩ đến điều đó có người ái ngại khuyên cô nên trở về khu ba nhưng cô nói rằng cô lấy chồng thì theo chồng chồng chết thì thờ chồng duyên số đã đưa cô về đây thì cô sống chết với cái làng này có người chân tình khuyên cô nên dọn ra hà nội ở với vợ chồng anh con cả thôi thì xuất giá tòng phu phu tử tòng tử con cháu ông bảo cũng là con cháu của cô nay mai mình nằm xuống chúng nó cũng có trách nhiệm thờ cúng mà anh cả là người có học biết nghĩ chính anh đã ủng hộ ông bảo xây dựng với cô là gì? Bây giờ anh ấy đang ở bên Đức, mẹ con chị ấy ở nhà chắc cũng rất cần có bà. Hình như thằng Thứ, con út cũng nghĩ như thế, đã bàn như thế. Và chúng đã nói ra điều đó. Hôm về cũng trăm ngày cho ông bảo, chúng đã đánh tiếng bán đất, bán nhà. Cô hiểu là chúng đuổi khéo cô. Cô là người dưng, người thừa trong cái nhà này. Ngày xưa, chúng đã từng phản đối. Cả làng tôi xôn xao về cái chết của cô Dung. Người thì nói rằng cô về làm lễ đoạn tang chồng, chẳng may bị trúng phong, đột tử. Người lại kể vanh vách rằng anh con cả đi hợp tác lao động mới về Việt Nam trước thời hạn hợp tác nên được đền bù một khoản tiền lớn, đã mua đất xây nhà mặt phố, buôn bán giàu lắm. Vợ chồng anh còn thuê một người ở vừa hầu Hạ Nội chợ vừa có thể làm gia sư kèm cặp cậu quý tử đã đến tuổi đi học còn cô chỉ là đồ vô tích sự uất quá cô đã mua một liều độc dược và trở về thực hiện lời nguyện của cô sau ngày ông bảo mất xung quanh cái chết của cô người ta còn nghi hoặc xì sao nhiều điều nữa nhưng chỉ một thời gian rồi cũng bẵng đi đã bảo dân làng tôi tuy hơi tò mò thóc mách nhưng vô tâm tốt bụng lắm chẳng ai muốn nói đến những điều không hay về người đã quá cố xuân thu nhị kỷ vào dịp tết các cháu học sinh hoặc đại biểu quan chức địa phương cũng đến viếng nghĩa trang đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm dưới chân đại tổ quốc ghi công cô dung không phải là liệt sĩ chẳng biết linh hồn cô có được dự phần vào đấy hay không còn tôi cứ mỗi lần như thế lại bồi hồi nhớ đến những nắm nhang mảnh chân nhuộm phẩm tím cháy rất đều tiếp theo chương trình mời quý thính giả cùng đón nghe chuyện ngắn ngủ giữa khói hương bài tác giả hoàng anh tuấn làng hoành nha có nghề làm hương bài truyền thống từ nhỏ dư đã thấy nhà mình nhà hàng xóm rồi các nhà ở thôn thượng và cả làng Hoành Nha đều làm hương bài. Nhưng hương bài thơm nhất phải là hương bài thôn thượng. Người ta đi chợ muốn mua hương bài, phải mua cho bằng được đúng thứ hương bài thôn thượng. Thế mới đáng đồng tiền, bát gạo bỏ ra, dù rằng giá cả như nhau, 20 ngàn một chục, bao năm rồi vẫn thế chứ không hơn. Chắc có bí quyết gì mà hương bài thôn thượng đắt hàng làm vậy bà nội dư chép miệng bảo. Ôi dạo cứ lấy dễ hương bài mà cuốn giấy bản cho kỹ chứ đừng trộn bã mía như người thôn trung hương nó khắc thơm. Khi dân chạy bãi chưa giỏi nghề đã làm điêu làm dối. Bà nguyết dài mắt sắc như dao cau rồi bĩu môi ra vẻ khinh miệt. Khi khinh miệt cũng đỏ như quết trầu trên làn môi cắn chỉ của bà. Chẳng riêng gì bà nội dư mà những người ở thôn thượng. Thôn chính đều có gì ác cảm với người thôn trung phải chăng bởi vì họ là dân ngụ cư lại có tính điêu trá nói là ngụ cư nhưng cũng cả trăm năm rồi ngay cả nghề làm hương bài họ cũng học mót khi mới đến làng này thế mới tài nhưng hương bài thôn trung vẫn là hương bài thôn trung thôi không khác được dư sinh ra và lớn lên giữa khói hương bài mùi hương bài quen thuộc như dòng sông sò dư đã tắm mỗi chiều như cánh đồng diệt mạ dư từng bắt cào cào, châu chấu mỗi vụ chiêm mùa, như cây gạo cổng chùa thượng dư vẫn trèo lên hái hoa cho cái rằm mỗi độ tháng ba, như chợ hoành nha dư thường theo mẹ đi chợ Tết bán bưởi chín để được mua cái áo trúc bầu, cái quần chéo go, mùi hương bài quen thuộc đến nỗi, có khi dư không nhận ra. Có lần, thằng trưởng ở làng Hoành Sơn theo dư về nhà xin quả bưởi non làm bóng đá đến đầu làng nó hỏi mùi gì thơm thế dư nhỉ dư hít một hơi căng cả lồng ngực rồi bảo mùi cá chê kho lá gừng đấy nhưng thằng trưởng bảo không phải thơm kiểu khác cơ lạ lắm dư sực nghĩ ra liền nói à mùi hương bài thế mà mày cũng không biết à thì mày cũng có biết đâu thằng trưởng cười như nắc nẻ dư sống trong không khí tràn ngập khói hương bài mà lại vô tình quên mất thế nên sau này dư cũng chẳng trách được bố bố đi tìm hạnh phúc mới mà quên mất mẹ con dư đang sống trong ngôi nhà ba gian ở thôn thượng trước sân còn phơi kín những mẹt hương bài những mẹt hương bài làm thơm gió sớm mai thơm nắng ban trưa thơm dáng hoàng hôn thơm trăng đêm tối một buổi chiều dư đi thả châu con trâu sừng cong như hai mảnh trăng khuyết và mông to như hai cái thúng lau là cả cơ nghiệp nhà dư dư định buộc nó vào bụi tre gai thì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến dư thấy đầu nặng dần và mí mắt sắp sửa rơi xuống bóng con trâu như mở dần trong sương nhưng dư vẫn nghe thấy tiếng hót díu gian của đàn sáo bay lượn trên lưng trâu dư nằm cạnh những bụi hương bài mọc bên sông sò những bụi hương bài như nhà ai phơi lụa thiên thanh trải dài ra tận cuối trời mùa hè những bụi hương bài trổ hoa tím nhạt như khói bà bảo người làng gọi cây hương bài là cây yên hoa vì hoa của nó tím như khói à dư nhớ ra rồi hôm qua tiết văn của cô giáo hợi học đến bài thơ hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng có câu yên hoa tam nguyệt há dương châu cô giáo hợi giải thích tam nguyệt nghĩa là tháng ba còn yên hoa là hoa khói đấy yên hoa tam nguyệt là tháng ba hoa khói khi đó người bạn cũ từ biệt nhà thơ để xuôi về dương châu lúc ấy dư nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt nghĩ vẩn vơ có khi nào đôi bờ sông trường giang trong thơ lý bạch cũng trồng cây hương bài như đôi bờ sông sò của làng dư không nhỉ dư khẽ mỉm cười nụ cười trong veo như giọt mưa xuân trên cánh hoa đào tháng chạp tiếng giảng bài của cô giáo hợi kéo dư trở về thực tại dư nước mắt nhìn lên nắng soi một khoảng trời trong mắt cô giáo hởi tóc dài chấm khoeo chân tết hai bên thành hai bím đen dày thả qua vai áo. Răng hơi vẩu nên lúc cô giảng bài trông cũng như cười. Lúc cười thật cô thường lấy tay che miệng. Cô giáo hởi sò guốc mộc. Mỗi khi giảng bài cô đi từ bục giảng xuống cuối lớp rồi lại từ cuối lớp đi lên. Âm thanh vang động cả một vùng. Chiếc quần sa tanh đen nhánh đung đưa. Nhún nhảy theo từng nhịp bước. Cô giáo Hợi thích mặc áo sơ mi cổ lá sen, tay bồng may bằng vải phin nón hoa tím, ngắm dáng áo và đường chỉ, dư đoán cô may ở hiệu may ông Phát, hiệu may đắt khách nhất làng. Dư có cảm tưởng những hoa tím trên áo phin nón của cô giáo Hợi như những hoa hương bài vừa nở trong xương. 30 tuổi mà cô giáo Hợi vẫn chưa chồng vì chẳng anh nào dám tán. Nghe nói cô giáo Hợi bị hôi nách rất nặng. Những lúc gần cô, Dư ngửi thấy mùi cao sao vàng tỏa ra nồng nặc. Dư chợt thức giấc. Mùi cao sao vàng vẫn còn phẳng phất đâu đây như thực như mơ. Gió từ dưới sông sò tràn lên mặt Dư rồi luồn vào mắt rượi từng chân tóc. Dư hít căng một lồng ngực ngát hương hoa bài. Bây giờ thì Dư đã tỉnh hẳn ngồi trông ra sông sò sông sò làm bao xanh thắt ngang lưng làng hoành nha như cô đảo chín hoành nha. Nhìn dòng nước trong mát, dư cởi phăng cái áo trúc bầu chua loàm mồ hôi, cái quần chéo go khét lẹt mùi nắng mà ủa xuống sông sò để tắm. Không biết bao nhiêu người làng hoành nha đã tắm trên sông sò, và bao nhiêu thế hệ đã tắm trên dòng thời gian. Dư nhớ ai đó đã nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vẫn dòng sông đấy thôi, nhưng nước thì đã trôi chảy đi rồi. Còn dư cũng không đếm được mình đã ngồi bao nhiêu lần dưới bến sông, và tắm bao nhiêu lần trên sông sò. Dư chỉ biết rằng da thịt dư tỏa ra mùi của hương bài, của đất, của gió, của dòng sông, của quê hương này. Dư là đứa khảnh ăn. Dư không ăn thịt trâu, thịt bò, thịt thỏ, thịt mèo, thịt ngan, thịt ngỗng thịt dê, thịt chó, còn nhiều loại thịt nữa mà những đứa con nhà nghèo nghe thấy thôi đã nuốt nước bọt ửng ực. Dư bảo bà những loại thịt ấy vừa hôi, vừa tanh, cháu người đã thấy muốn nôn cả ruột ra rồi. Dư chỉ thích ăn cua, ăn ốc, canh cua này, ốc xào chuối đậu nữa, ngon lắm. Bà nói mày đúng là con nhà cua ốc sinh ra từ đồng ruộng con ạ. À con nhà cua ốc thì giống lời của sùng bà mắng thị kính trong cái đêm oan nghiệt kể giao cổ chồng là anh chàng thiện sĩ thư sinh trói gà không chặt. Bà nói dư nhớ ra ngay. Dư đã xem hàng trăm lần vở trèo quan mở thị kính mà vẫn thích xem. Dư còn thuộc cả lời hát của các nhân vật nữa kia. Dư đã khảnh ăn lại còn hay dỗi. Mỗi sớm mai, bà thường dậy trước tiếng gà để luộc vài củ khoai củ sắn hay sáo cơm cho Dư ăn chắc dạ để đi học. Dư nằm trên giường nhưng vẫn nghe tiếng bà cầm gáo rửa múc nước mưa trong vải sành ra lươn. Tiếng lửa nuốt rơm cháy bập bùng trong căn bếp bám đen bổ hóng. Sang tháng năm hoa cau rụng đầy vại sành như sao xa. Hương bay tràn ba gian nhà vắng. Những sợi rơm sót từ tháng mười vẫn vàng óng như tơ tằm. Bà đun rẻ sẻn để chờ rơm vụ chiêm thơm thảo tay người cơm sáo là thứ cơm nguội từ bữa trước đảo với nước mưa cho khỏi bén chảo rồi cho vài hạt muối cho dễ nuốt dư ăn mãi nên chán mấy lần bị nghẹn lồi cả mắt dư đã xuống vại nước rửa mặt bà bảo nhanh cái tay lên rồi ăn cơm sáo dư đang cầm khăn bỗng xị mặt xuống nói cháu không ăn đâu bà lúc nào cũng cơm sáo cơm sáo dư vứt cái khăn mặt rách tảng xuống cái thau đồng khiến nước bắn lên tung tóe ướt cả cái áo trúc bầu dư vào nhà lấy đeo cặp sách lên vai rồi chạy nhanh ra ngõ dư vừa chạy vừa khóc mặc kệ bà chạy theo và gọi ở phía sau lưng bà cứ tưởng dư dỗi nhưng dư chẳng dối đâu bà ơi nhà dư nghèo quá nếu dư nhịn không ăn cơm xáo thì bà còn được ăn dư khóc to thành tiếng như mưa rào đầu hạ ngày bà mất dư cũng khóc như hồi đi học dỗi không ăn cơm sáo. Từ ngày bà cưỡi hạc lên cõi Phật, vẫn căn nhà ba gian mà dư thấy rộng ra thành sáu gian. Ba gian nhà vắng vẻ và ba gian lòng dư trống trải. Ba gian nhà đầy gió còn ba gian lòng dư tràn ngập nỗi buồn. Dư chạm đâu cũng thấy bà. Dư chạm vào cây trầu trên nóc tủ, cây trầu bút nhói ngón tay. Dư chạm vào bình vôi dưới chân giường, bình vôi trống rỗng tâm hồn. Những lúc nhớ bà quá, dư chạy ngay ra giàn trầu, tưởng như dáng bà lưng còng mặc áo sủa nâu đang hái mấy làn hương thơm ngát, nhưng chỉ còn đàn chim sẻ từ ngoài sông sò díu rít rủ nhau bay về, không thấy người cũ, chúng lại ngơ ngác bay đi, để lại tiếng kêu như than. Như khóc động thành từng giọt xương trong veo trên những lá trầu xanh tươi như muôn nghìn con mắt mắt trầu chớp mi trong gió sông sỏ mát rượi. Thế là từ nay, vào mỗi đêm trăng sáng, bà không còn kê trõng tre dưới gốc cau ngoài sân gạch, tay cầm quạt mò mà hát cho dư nghe làn điệu sử chuyện hay duyên phận phải chiều. Làn điệu trèo vấn vít tơ vương như ruột tầm đã xe duyên nàng thị kính cho chàng thiện sĩ trong vở trèo quan mờ thị kính. Làn điệu trèo phơi phới bay lên trong đêm hè minh mang châu thổ hoa cau rụng xuống chóng tre bóng loáng rụng xuống sân gạch đỏ au rụng xuống câu trèo ngọt lịnh rụng xuống giấc mơ say nồng dư gối đầu lên chân bà bà ngồi hát và dư nằm ngủ bà du bằng những làn điệu trèo của nguồn cội xứ sở đưa dư vào giấc mơ tuổi nhỏ trong giấc mơ dư thấy mình bay lên trên chóng tre bóng loáng trên sân gạch đỏ au trên câu trèo ngọt lịnh trên giấc mơ say nồng dư đang bay lên mặt trăng mặt trăng như cái mâm đồng vàng óng bà thường phơi cau dự trữ ngày đông bà ơi nhiều hoa cau rụng lắm một vùng trắng ngần đang tỏa hương thơm ngát bà ạ cháu nhặt hoa cau bà nhé dư xòe tay nhặt một bông hoa cau hoa cau sáng lấp lánh soi tỏ khuôn mặt dư bầu bĩnh ôi không phải hoa cau mà là vì sao đấy dư bay cao quá, hình như đã đến sông Ngân Hà. Qua sông Ngân Hà sẽ đến cung Quảng Hàn. Bà kể cho dư nghe và dư vẫn nhớ. Bà còn kể nhiều chuyện lắm, nào là tấm cám, thạch xanh, ăn khế trà vàng, cây tre chăm đốt. Bao giờ cuối cùng người hiền lành cũng thắng kẻ độc ác. Những câu chuyện cổ của bà như phù sa sông sò bồi đắp bến bãi tâm hồn dư thêm nhân hậu, thảo thơm dư thích lắm và suốt đời không bao giờ quên được. Học xong cấp 3, dư thi trượt đại học, đã nộp hồ sơ thi vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Dư muốn làm một cậu giáo trường làng để đỡ đần gia đình. Đến ngày thi thì Dư trốn ra sông sò ngồi giữa những bụi hương bài. Dư nghe người ta nói, học cao đẳng xong phải mất tiền mới xin được biên chế. Biên chế rồi lại phải mất tiền mới xin được dạy ở gần nhà nhà nghèo ăn còn chưa đủ no bà và mẹ lấy đâu ra mấy trăm triệu mà chạy công việc cho dư dư ngồi mãi tận trưa đến chiều lại ra ngồi giả vờ như đi thi tối dư về mẹ hỏi có làm được bài không con dư bảo con không mẹ ạ à, rồi đi thẳng vào nhà để tránh ánh mắt buồn bã của mẹ ánh mắt mà lúc nào dư nhìn vào cũng thấy buồn bã như thế dư không nhìn thấy nhưng dư vẫn nghe thấy sau lưng tiếng thở dài thường thượt của mẹ. Dư muốn khóc quá mà Dư không dám khóc. Mẹ ạ! À. Bên kia sông sọ so là làng Xuân Phú. Làng có nghề mộc truyền thống nước tiếng một vùng. Đồ mộc do thợ làng làm ra vừa bền, vừa đẹp. Người mua nô nức như chảy hội. Ông Phó Bách là thợ mộc nổi danh nhất làng. Mỗi mặt hàng nhà ông là một tác phẩm nghệ thuật và ông là một người nghệ nhân tài hoa bậc nhất. Dư tìm đến xin học nghề. Nhà ông Phó Bách rất giàu, có của ăn của để nhưng ông lại có ba cô con gái. Chẳng có con trai nối dõi tông đường và giữ gìn nghề gia truyền nên ông lấy làm buồn phiền lắm. Cô cả, cô hai đã yên bề ra thất, còn cô út đến tuổi cập kê vừa tròn 18. Ông cũng muốn kén chỗ môn đăng hộ đối mà gả nốt cho cho duyên phận phải chiều cô út tên Quỳnh. Chẳng hiểu sao ông lại đặt cho con gái tên ấy. Bà Dư bảo, con gái tên Quỳnh tính lẳng lơ vì hoa Quỳnh chỉ nở về khuya, trong những đêm rằm trăng tỏ. Cô Quỳnh da trắng muốt như hoa Quỳnh và mắt trong veo như giọt xương. Còn làn môi cô chẳng đánh son mà đỏ chót như phẩm nhuộm tâm hương bài. Hôm Dư đến học việc, dư thấy cô quỳnh ngồi nấu cơm trong bếp mà chốc lại ngó ra liếc trộm dư như cô màu liếc trộm tiểu kính hai con mắt đưa đi đưa lại rất tình dư thấy trong người dâm gian như kiến đốt khi dư ngẩng lên bắt gặp đôi mắt cô quỳnh đang nhìn mình bất chợt dư thấy mặt nóng bừng lên không biết mặt dư có đỏ chót như môi cô quỳnh như tâm hương bài không lần đầu tiên trong đời dư biết rung động trước một người con gái cảm giác khó tả lắm, ngường ngượng mà thinh thích. Một đêm, Dư mơ thấy Dư nằm đè lên cô Quỳnh. Hai người không một mảnh vải. Ngực cô Quỳnh căng tròn trăng rằm dưới bờ vai Dư săn chắc gọng kìm. Dư bảo anh làm nhé. Nhưng mà em sợ đau lắm. Cô Quỳnh bối rối. Thì anh làm nhẹ thôi ấy. Dư gạt. Cô Quỳnh không nói gì mà im lặng nghĩa là cô Quỳnh đồng ý cho Dư làm đấy. Dư làm thật. Lúc đầu Dư làm nhẹ. Cô Quỳnh diện rất khẽ nhưng sau Dư quên mất. Làm mạnh mẽ và gấp gáp khiến cô kêu to và mau hơn. Dư kệ. Chắc là không đau đâu. Nếu đau cô Quỳnh đã đẩy Dư ra rồi. Mồ hôi Dư vã ra như mưa rào đổ xuống cô Quỳnh ướt đẫm cả khuôn trăng và mái tóc đổ dài như sông một giọt mồ hôi đọng trên núm ngực như hạt xương đọng trên nụ hoa quỳnh. Dư mê đi như bị bỏ bùa, bỏ ngải. Mồ hôi đổ xuống đá khô đi bốc lên nghi ngút thứ mùi nồng nã như lúa chín. Tự nhiên dư thấy trong người có cái gì kìm nén sắp tuôn trào. Như hồi dư còn bé, mơ thấy đi đáy ngoài bụi chuối rồi đáy dầm ướt hết giường bị bà mắng. Dư sực tỉnh giấc, thò tay xuống quần thấy ướt át và ấm nóng. Dư biết, bây giờ mình đã là một người đàn ông sau giấc mơ ân ái với cô Quỳnh. Tình mơ, Dư chạy ra giếng múc nước tắm ảo ảo. Nước giếng bốc khói ngùn ngụt trên cơ thể cường tráng của Dư như một hòn than sắp tàn. Cô Quỳnh được ông Phó Bách gả cho cậu giáo xong ở làng Thọ Nghiệp. Cậu giáo là người giỏi văn chương, chữ nghĩa nghe đầu đã có thơ đăng trên báo tỉnh. Cậu giáo lại là con độc đinh một nhà nể nếp, ra phòng tam đại đồng đường. Ông Phó Bách không gả đây còn gả đâu hơn nữa. Cô Quỳnh làm dâu nhà ấy khác gì cây Quỳnh trồng giữa vườn rau. Dư mờ thế thôi chứ mới hẹn cầm tay cô Quỳnh sau miếu cậu bơ giữa tối hôm rằm. Đến nụ hôn còn chưa dám trao thì làm sao lời yêu dám ngò. Ngày rước dâu cô Quỳnh, Dư dự định giả vờ xin ông Phó Bách về nhà ăn dỗ rồi nghỉ làm luôn. Dư đi tắt qua đường đồng để tránh đám rước dâu đi giữa đường thôn. Mưa phùn bay trắng đồng. Có hạt mưa đậu vào mắt Dư. Mắt Dư nặng chịu nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ đi đoàn và tiếng guốc mộc lộc cộc của quan viên hai họ. Tiếng pháo làm hoa đảo tháng riêng giật mình nở ra trong gió dư có cảm tưởng từng đôi quốc mộc của những người trong đám rước dâu dẫm lên xác pháo trên đường thôn như đang giày xéo ruột gan mình. Người ta nói cô dâu trước khi rước dâu về nhà chồng thường khóc. Dư tự hỏi không biết cô Quỳnh có khóc không? Và có giọt nước mắt nào dành cho Dư không? Dư ra phố huyện làm phụ hồ để quên đi nỗi buồn đầu đời. Nỗi buồn ấy như hoa Quỳnh tàn úa mỗi sớm mai rụng cánh xuống tâm hồn Dư buốt nhói ngày thứ ba đi làm. Dư trèo lên giàn giáo để chát vữa. Xô vữa nặng trịch trượt khỏi tay kéo theo dư nhào ngã xuống đống gạch ngổn ngang. Dư ngất lịm không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, dư thấy mình đang nằm giữa những bụi hương bài mọc bên sông sò. Những bụi hương bài lá xòe rộng như bà nội phơi chân hương vào mấy ngày cuối chạp. Mùa đông những bụi hương bài hoa đã tàn hết. Dư vẫn nghe thấy một làn hương thương mến đang dâng lên lan tỏa khắp không gian. Tự nhiên Dư thấy đói bụng quá. Dư đứng lên và đi về phía cánh đồng diệt mạ. Cánh đồng trải ra bát ngát cuối trời. Trời màu cho xám và xà thấp xuống mặt ruộng sau vụ gặt. Gió bấc chơi trốn tìm bên gốc già. Tiếng cu cườm khảm khắc giữa màn xương răng mùng. Nhưng mắt Dư tinh hơn, tai thính hơn mọi khi những quán chợ ở xa dư trông rõ rệt thật gần tiếng cu cườm trong vắt như hạt mưa đọng trên cỏ mật cỏ gà những ngọn cỏ mật cỏ gà đâm nhói bàn chân theo mỗi bước đi của dư dư đi mỏi chân thì gặp một cây cầu cây cầu cong như chiếc lược ngà bắc qua dòng sông tuôn dài như mái tóc thiếu nữ gió bấc nổi lên và mưa phun đã dần nặng hạt dư rét run trong manh áo mỏng và đầu ướt đẫm mưa giọt từng giọt từ trên đầu dư xuống vai áo trúc bầu. Không một bóng người. Dư bước nhanh qua cầu. Dư rẽ vào một ngôi nhà mái dạ bên đường. Trời bắt đầu tối rất nhanh. Dư dụi mắt mấy cái để trông rõ đường cho khỏi vấp. Đàn đom đóm thắp đèn hoa đăng bay từ dưới ao bèo lên ngõ dậu cúc tần. Dư đi theo ánh sáng của hàng trăm. Hàng nghìn ngọn đèn đom đóm dẫn đường đông như chảy hội vào giữa sân gạch ngoài sân kê một cái chõng tre đã lên nước bóng loáng như bôi quang dầu. Bà nội từ trong nhà bước ra. Bà vẫn khăn vành dây, mặc áo sổi nâu với quần lĩnh đen và chân sỏ guốc mộc nhuộm son. Thấy dư, bà nở nụ cười môi trầu cắn chỉ đỏ thắm để lộ ra hàm răng nhuộm sơn ta, cánh kiến đen nhức như hạt na. Bà bảo thằng dư đói lắm rồi phải không? Để bà dọn cơm ăn nào rồi bà xuống bếp bưng mâm cơm lên dư thấy có đĩa cá chê kho lá gừng và bát chết yêu canh cua nấu mồng tơi đặt trên mâm gỗ dư cũng theo bà vào bếp để bê nổi cơm vừa vùi trong cho ấm cơm tám xoan nấu nổi đất tỏa hương ngào ngạt hai bà cháu ngồi ăn trên chõng tre giữa sân gạch bà ăn thong thả và luôn tay xới cơm gắp thức ăn cho dư những khúc cá chê béo mẫm và căng tròn đầy trứng bà chan canh cua cho dư ăn dễ nuốt. Canh cua ngọt lừ chan với cơm gạo dẻo quánh. Dư ăn không biết no. Dư ăn bảy bát thì no quá. Bụng như muốn nứt ra dưới tà áo trúc bầu. Trời rét mà mồ hôi trên trán dư vã ra đầm đìa. Bà cầm mo cau quạt cho dư. Gió mát rượi từ cánh đồng diệt mạ bay về hây hẩy trên tay bà. Bà ơi! Bà hát trèo cho cháu nghe đi dư nũng nịu như ngày còn thơ bé thế cháu muốn nghe làn điệu gì nào bà mỉm cười âu yếm bà hát chinh phụ đi bà tiếng dư nhỏ dần bà bắt đầu hát giọng bà trong và sáng quá mưa phùn đã tạnh hẳn và trăng rằm sắp lên cao trăng soi vòng vặc in bóng ba gian mái dạ trên sân gạch hàng cau liên phòng đón ngọn đông phong cúi đầu lặng yên nghe bà hát đàn đom đóm từ ngoài ngõ rủ nhau bay vào thắp làn điệu trèo của bà sáng lên lấp lánh dư nằm gối đầu lên đùi bà lắng nghe dư thấy dáng bà dáng mẹ và dáng những người đàn bà làng hoành nha hiện lên chập chờn trong ký ức bà đã tiễn ông ra chiến trường ông hy sinh mẹ đã tiễn bố lên tỉnh bố không về có biết bao người đàn bà làng hoành nha đã tiễn chồng đi xa những người đàn ông chưa một lần trở lại. Những người đàn bà làng hoành nha suốt đời chờ đợi mòn mỏi trong làn điệu chinh phụ khắc khoải. Ai oán bà hát đêm rằm. Dư thấy mí mắt sắp rơi xuống còn linh hồn đang bay lên trên những ngọn cao chĩa thẳng lên trời như lưỡi mát. Trên những làn điệu treo múa lượn như giải thắt lưng xanh của cô đào lệch. Mắt dư đã nhắm tai vẫn nghe rất rõ những vang. rền Nền. Này của bà dư không biết đã ngủ bao lâu thì nghe tiếng bà gọi dậy thôi dư ơi gà sắp gáy canh ba rồi bà để cháu ngủ thêm một lúc nữa đi bà dư nói giọng còn ngái ngủ không được đâu cháu ơi cháu phải về kịp trước lúc gà gáy canh ba nếu không cháu phải ở đây với bà đấy còn mẹ mày nữa ai nuôi giọng bà lạc hẳn đi dư thấy bà nâng vạt áo cánh sồi lên chấm đôi mắt đã nhòe nước dư nghe bà nói đến mẹ thì tỉnh hẳn liền ngồi nhổm dậy, ơ ờ, mà mẹ dư đi đâu nhỉ? từ lúc dư đến đây đã không thấy mẹ đâu. dư mải ăn, mải ngủ mà quên cả mẹ. dư hư thật đấy. dư định hỏi thì bà lại dục, thôi dậy mà về với mẹ cháu ơi. bà đã bảo thằng đủ cưỡi ngựa đưa cháu đi cho chóng. Dư trông ra ngoài ngõ thì thấy một con ngựa bạch đã thắng yên cương buộc dưới gốc cây hòe đang nở hoa trắng xóa dưới trăng rằm. Nó gõ móng liên hồi xuống nền gạch có vẻ như sốt ruột lắm. Rồi anh đủ từ trong nhà ngang đi ra. Anh đủ là con cả bác nhạ. Anh ruột bố Dư. Bác nhạ đặt tên là Dư theo tên anh đủ với mong ước sau này Dư được ấm no. Giàu có. Anh đủ mất khi 17 tuổi cái tuổi bẻ gãy sừng trâu vì căn bệnh ung thư máu quái ác năm anh mất dư lên năm tuổi dư thập thò ở cửa buồng lúc người ta vừa thay xong quần áo cho anh anh đủ da trắng tay đeo vòng bạc mặc bộ quần áo lụa mỡ gà chân sỏ văn hài anh nằm trên giường mắt khép hờ hai tay đặt lên bụng như đang ngủ say lâu lắm rồi dư mới gặp anh anh đủ trông vẫn thư sinh và nho nhã như thế. Anh nhìn Dư nở một nụ cười chiều mến rồi hỏi Dư xuống chơi đấy à? Dư đáp vâng và cười với anh. Và Dư thấy mắt anh cũng cười. Ở nơi này hình như không còn nỗi buồn hay cơn đau nào hết. Anh đủ tháo dây buộc ngựa. Hoa hòe rơi xuống vai anh mơ hồ từng loạt một như muôn nghìn giọt trăng. Anh đủ cưỡi ngựa chở Dư ngồi sau. Ngựa phi nhanh như bay bỏ lại sau lưng bóng bà nội ra tận ngoài ngõ tiễn dư trở về. Dư hỏi anh đủ câu gì đó nhưng ngựa phi nước đại nên anh không nghe rõ. Dư cũng không hỏi nữa. Ngựa phi trong xương. Xương từ trong lòng đất ủa ra vón lại thành từng cục chẳng biết là mây hay là khói. Hơi xương từ người anh đủ tỏa lạnh buốt. Ngựa bay trong trăng. Vầng trăng sáng tỏ góc trời như chiếc mâm bạc khổng lồ ánh trăng bị vó ngựa dày xéo ra hàng trăm mảnh theo gió cuốn tung lên thành bụi mù mịt. Có lúc sương nhiều quá che khuất cả vầng trăng góc trời, nhưng có khi gió thổi sương tan đi, dư vẫn thấy dòng sông hiện ra trước mặt. Không gian nửa mờ nửa tỏ, nửa hư nửa thực nhưng thời gian thì như ngừng lại. Dư chẳng thấy sốt ruột vì không có cảm giác về thời gian. Ngựa đi mãi cũng đến cây cầu cong như chiếc lược ngà anh đủ không phi ngựa sang bên kia mà buộc ngựa vào gốc cây ngô đồng phía bên này cầu rồi dắt dư sang gió từ dưới sông thổi lên làm những chiếc lá ngô đồng vàng óng như giấy trang kim reo lên như hát đến giữa cầu anh đẩy khẽ lưng dư một cái rồi bảo em đi qua cầu kia sẽ trở về nhà dư bỗng thấy nhớ bà nội quá liền hỏi anh cho em ở lại đây được không anh đủ hốt hoảng không được đâu em phải về Mẹ em đang mong em lắm đấy. Anh cho em ở đây đi mà. Dư cố nài. Đã bảo không được rồi. Anh đủ nghiêm nét mặt. Nhíu cặp lông mày như nét vẽ sát vào nhau tỏ vẻ không bằng lòng. Anh không cho em ở lại thì em cứ ngồi đây. Tí em sẽ đi bộ về nhà bà. Dư hờn dỗi rồi ngồi phệt xuống giữa cầu một cách gan lì. Tao sẽ lấy đá chắn cầu lại. Mày có giỏi thì sang. Mày mất dậy lắm. Mất dậy hơn cả tao mày đã báo hiếu mẹ mày được ngày nào mà đòi về đây hả thằng kia? Đôi mắt anh đen lấy như hạt nhãn xách lên giận dữ trên khuôn mặt bạch diện trắng toát. Nhìn anh, dư sực nhớ tới những hình nhân thế mạng bà nội vẫn đốt trong đêm rằm tháng 7. Những hình nhân mặc áo xanh, áo đỏ bị đốt thành cho tàn bay như lân tinh trong đêm mưa ngâu. Nhưng bây giờ dư không thấy sợ như ngày thơ bé. Dư mải nghĩ, lúc ngẩng lên đã thấy một tảng đá chắn giữa cây cầu. Tảng đá to thế chắc phải nặng lắm. Không hiểu sao anh đủ thư sinh chói gà không chặt lại một mình bê được. Trên tảng đá xám có khắc ba chữ nho mực tàu. Dư chẳng biết là chữ gì. Trong lòng Dư cũng mọc lên một tảng đá. Nặng chịu những nỗi buồn. Bỗng có tiếng gà gáy cất lên. Đó là tiếng gà gáy canh ba như lời bà nói. Dư vừa chớp mắt một cái, thì không thấy anh đủ và con ngựa bạch đâu nữa nhưng tảng đá xám ngoét thì vẫn đứng đó im lìm như một lời thách thức như một lời đe dọa dư cứ đi lang thang trên cánh đồng diệt mạ từ sáng đến tối bàn chân bé nhỏ in lên những bờ vùng bờ thửa chẳng chịt như mê cung dư muốn về nhà nhưng bờ vùng này lại nối với bờ thửa khác hơn ma trận khiến cho dư chẳng tìm thấy lối ra dư vừa đi vừa khóc trong nỗi tuyệt vọng ghê gớm lúc tuyệt vọng nhất dư nghe thấy tiếng mẹ gọi tiếng nhỏ và thưa rồi rõ dần và mau hơn dư ơi con ở đâu về nhà với mẹ đi con đúng là tiếng mẹ thật thân thương và ấm áp vô cùng tiếng mẹ như dòng nước trong ngần và mát rượi chảy qua khiến cho tảng đá đang đè nặng trong lòng dư bỗng chốc nứt ra và tan đi mẹ ơi con ở đây dư đáp thật rành rọt mạnh mẽ dư đã nhận ra con đường dẫn về làng hoành nhà cuối năm những bụi hương bài ven sông sò xò lá xòe như rẻ quạt trong mưa phùn gió bấc dư không thể nhầm được dư chạy thật nhanh về làng ở đó có mẹ khi dư mở mắt ra dư thấy khuôn mặt âu lo của mẹ vừa tỏ lên như trăng rằm và khắp không gian bỗng tràn ngập mùi khói hương bài ngan ngát thưa quý vị chương trình kể chuyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe chào tạm biệt đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ chuyện đời thực mới nhất nhé